Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình chưa có chủ đề về loài cá thì mình sẽ làm một chủ đề khác một chút xíu. Đó chính là chủ đề về cách như thế nào để chọn một con chó búp gọi là thuần chủng các bạn. Bun. Rồi mình kêu con bun mình ra đây. Yeah. Đây các bạn. Trên tay mình là một con chó búp. Đây. Con này mình nuôi cũng được gần một năm rồi các bạn. Nhìn nó được về một túi rồi đó các bạn. Đây. Thì làm sao để chọn một con chó búp được gọi là thuần chủng? Thì có những người sẽ mua chó búp từ khi nó còn nhỏ, và có những bạn sẽ nuôi khi con chó búp nó đã lớn rồi. Thì trước hết mình cùng quan sát cái ngoại hình con chó của mình như thế nào và là thuần chủng khi nó lớn nha. Nghĩa là khi nó đã định hình sẵn cái ngoại hình của nó rồi thì mình sẽ biết những cái điểm sau. Đây. Có thể dễ nhận biết nhất khi một con chó búp gọi là thuần chủng là cái mặt nó. Đây các bạn. Cái mặt nó sẽ có đen xì như thế này. Mặt nó sẽ đen xì và tai nó cũng đen xì luôn. Đó là điểm nhận dạng dễ nhận biết đầu tiên. Nhiều bạn nuôi chó búp mặt nó không đen đâu và nó không có nhăn cái mặt đó thì còn nó nguy cơ là nó bị lai rồi. Nó không đen mà nó không nhăn thì nó bị lai. Đây các bạn thấy không, mặt nó rất là đen, đen xỉ luôn, đen mõm, đen tai luôn, và mặt nó là xẻ thì cái điểm nhận dạng đầu tiên là con chó búp như vậy. Sẽ đến đặc điểm thứ hai cái nhận biết của con chó búp thuần chủng, đó chính là đuôi nó sẽ đuôi nó sẽ bị quăn xoắn như các bạn, đuôi nó xoắn tít đó, thấy không, đuôi rất là xoắn. Thì dòng chó búp thuần chủng thường là mặt đen và đuôi xoắn là mình dễ nhận biết nhất, và lông nó sẽ thường là có màu rất là mượt như thế này, màu rất là mướt, màu trắng sữa và tướng rất là nó không quá dài và nó cũng không quá cao, nghĩa là nó và kiểu như là hình vuông các bạn. Đó, nghĩa là nó tướng nó rất là phù hợp. Nghĩa là điểm nhận dạng cái biết nhất của một con chó búp thuần chủng thì nó là tướng hành. Và có nhiều cách để nhận biết cái con chó thuần chủng chi tiết hơn, đó chính là các bạn xem cái con áo búp, xem cái ngấn ở trên cái mũi nó này. Các bạn thấy trên cái mũi nó có một ngấn không? Đây. Cái ngấn này nè. Thì người ta gọi là chó một ngấn thì mới là chó thuần chủng các bạn. Nếu mà ngấn nó bị xẻ đôi hoặc là bị hai ngấn, bạn thấy là mũi không có một ngấn trên mũi nó này thì không phải thuần chủng. Con thuần chủng này nó chỉ có một ngấn trên mũi thôi. Mà để nha, một ngấn nó chạy từ mép bên trái sang mép bên phải là thuần chủng. Còn những con mà ví dụ như là bị cắt ngấn ở giữa hoặc là hai ngấn chẳng hạn thì nó sẽ không còn là chó thuần chủng nữa. Và chó thuần chủng cũng có nhiều nếp nhăn trên não đây, nhưng mà nếp nhăn này sẽ không có đánh giá được con nào thuần chủng, tại vì con thuần chủng cũng có nếp nhăn mà con không thuần chủng cũng có nếp nhăn. Nhưng mà con thuần chủng thì nhăn nó sẽ đẹp hơn, nghĩa là nhăn nó sẽ cân đối ở giữa hai đầu hơn là con kia. Đây. Đó. Đó là những dấu hiệu về một con chó búp thuần chủng cho các bạn có thể quan sát. Còn khi nhỏ làm sao để chúng ta phân biệt được một con chó búp thuần chủng? Thì khi nhỏ thì rất khó để phân biệt được một con chó như thế nào là thuần chủng, tại vì khi nó chưa phát triển hết được cái màu sắc lông của nó, chưa phát triển hết được cái cơ địa của nó thì mình rất khó để nuôi. Thì một là mình mua ở những tiệm thú y uy tín, hoặc là mình xem gia phả của nó, nghĩa là mình mua từ những người bán lại mà nó có gia phả con chó, nghĩa là con chó mẹ này, có sổ đăng ký đi gia phối của con chó mẹ đó thì mình sẽ biết được cái con này ra nó sẽ thuần chủng hay không. Cái đó là mình điều quan trọng nhất, là mình xem giá phá của nó.
hoặc là các bạn cũng có thể xem ngấn của con búp. Con nhỏ nếu có một ngấn thì khả năng phòng chủ sẽ cao hơn là những con chó không có ngấn, hoặc là hai ngấn gì đó, chắc là nó sẽ cao hơn con kia đó các bạn. Nghĩa là khi nhỏ mình sẽ rủi ro cao hơn là mua phải không thuần chủng. Và trên thị trường bây giờ có rất nhiều cái giá thành của chó búp, ví dụ như là 3 triệu cũng có một con, 4 triệu cũng có một con, và có nơi bán mắc hơn là 4,5 triệu. Thì các bạn phải hiểu là tiền nào của nó mà. Nếu các bạn mua chó rẻ quá khoảng 2 triệu thôi mà các bạn muốn được một con chó búp thuần chủng thì sẽ không có. Thế nên các bạn tiền nào cũng có đi theo của đó, thì một con búp thuần chủng thì giá sẽ cao hơn, tầm 4 triệu gì đó mới được một con chó búp thuần chủng như vậy. Mà nuôi loại này thì nhiều bạn nuôi về thì tính cách nó rất là nghịch ngợm, nhiều bạn nuôi về thì nó lại rất là lười, thì đó là do tính của con búp thôi, chứ mình cũng không biết được con nào là lầy, con nào là lười hết trơn. Riêng con này của mình nuôi nó rất là tăng động các bạn, cực kỳ tăng động. Bốn đó. Đó là những chia sẻ của mình về việc chọn một con chó búp như thế nào là thuần chủng. Thì mình khuyên các bạn là nên mua từ những cái người uy tín, ví dụ như là đã có cái danh sách gia phả sẵn cho mình rồi, là có số theo dõi quá trình gia phối rồi, và xem ngoại hình của nó, xem có một ngấn hay không. Thì mình quan trọng là thường mình đi chọn là quan trọng cái một ngấn trước đó. Và khi trưởng thành lên thì một con chó búp thuần chủng thì nó phải thỏa mãn những điều kiện như là mặt đen, tai đen, và cái má của nó, các bạn xem cái miệng của nó thì nó rất là sệ, và răng móm rất là sệ đó, và đuôi rất là xoăn, đuôi xoăn, body thì hình vuông, nó không quá dài, nó không quá cao và cũng không có quá mập như các bạn. Thì đó mới là dấu hiệu của một con chó búp thuần chủng đó. Và lưu ý tai của chó búp nó cũng cụp xuống các bạn, chứ nó không bệnh lên, và nếp nhăn thì đẹp. Thì đó là một thỏa mãn điều kiện của một con chó búp thuần chủng. Thì nếu mà các bạn mua chó lớn thì các bạn nên kiểm tra những cái điều kiện đó để đánh giá một con chó búp có phải thuần chủng hay không. Thì đó là những chia sẻ của mình về việc nuôi chó búp. Những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình về cách chữa bệnh các loại chó búp, cũng như cách chăm sóc chó búp từ nhỏ như thế nào là tốt, cách tắm rửa như thế nào. Đừng quên đăng ký kênh của mình, nhớ like video để ủng hộ mình, nhớ video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.